Xin chào mọi người đến với kênh Tâm Dừa của Coconut. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm đi Shinkansen nha mọi người. Thì mọi người thường hay nghe là bên Nhật có một chiếc tàu nhanh y là máy bay luôn, mà vé mắc còn hơn vé máy bay nữa, là nội địa nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử cho mọi người xem nhé. Thì ở chỗ này mọi người thì mình không thể mua loại vé tàu này, thì mình phải đi lên trên, đi khoảng 15 phút. Thì do là dịch của corona nên là mình phải hạn chế tiếp xúc, nên là mình đi tàu nhanh luôn, là đi một mạch tới luôn. Đáng lẽ là ghé phải là 5-6 ga gì đó, mỗi trạm mới ghé, nên là mình không muốn, mình đi một trạm luôn, đi là tới luôn, là khoảng 300 mấy yên, là khoảng 70 mấy ngàn á, phải gấp đôi. Thì đây là cảnh cửa sổ mọi người, ở ngoài khi trước khi tạm biệt Nagoya. Đây mình đã tới Nago rồi, nên mình mua vé thôi. Nhưng mà lần đầu mọi người thì mình cũng chưa có mua lần nào nên là còn lỏng cộng lắm. Mình sẽ vào anh nhân viên anh chỉ mua vé luôn cho rồi đi, chứ mà bấm mà mất tiền nữa. Lần đầu tiên mọi người đến kiểu nhà quê. Ok, giờ mình đi vào trong đây. Nói chung là cũng an ninh lắm mọi người. Có một cô nhân viên ở đây bấm vé mình vô nè. Trong này là đường điện hàng quá, thì vào trong này mọi người bản tàu nó chạy liên tục luôn. Shinkansen mình tưởng nó ít chạy lắm nha, nhưng mà khoảng 5-10 phút nó chạy liên tục, mà tàu nó chạy kinh lắm, chạy là qua mắt luôn. Mà kiểu vận tốc là 200 mấy 300 km/h thì tưởng tượng có nào. Đây, mình đã lên tàu đây, ghế còn trống quá trời luôn mọi người, quá trời trống luôn. Ghế trống kinh khủng luôn, cũng kiểu ít người đi hay sao, hay là do nó chạy liên tục nên là đón khách rất là nhiều. Thì vào trong thì nói chung là mình ngồi cách xa nhau, nhưng mà mình sẽ quay xung quanh cho mình có xem nha. Là mới vào thì cũng hơi bỡ ngỡ xíu, là nhân viên đi kiểm tra liên tục. Mình trước khi mình ngồi chỗ này thì ông ba ngồi đi hết hồn tưởng nợ kiếm vé mình không à. Mọi người đây là có cái bàn để mình ăn đồ ăn nè, rồi có wifi, wifi free nha, công nhận wifi mạnh kinh khủng là mọi người, tốc độ à. Nhưng mà đầy đủ dịch vụ mọi người, nước uống đẩy đi đắng y ra như máy bay luôn, ghê thiệt. Rồi đây mình sẽ test cái độ ổn định của nó nha. Đây là một cái ứng dụng của iPhone là cân bằng á, coi thử nó có bằng hay không. Rồi cái nữa là mình để cho dầu coi thử nó có rung lắc không mọi người, không hề luôn, thiệt. Rất là im, chạy tốc độ 200 mấy 300 km/h mà im,
nhưng là mình mua vé thì mình không có quên lúc lên tàu mọi người thì mình quên xem là đi thẳng hay là ghé trạm, nên là mình lỡ mình đi sai tàu rồi mình phải ghé ở khu B rồi mới về Himeji được. À, bây giờ mình ngồi xíu cái trong vòng một tiếng đồng hồ mọi người, một tiếng 15 phút là mình đã tới Himeji rồi. Đó, một tiếng 20 phút đương nha, nhiên một rồi. tiếng 20 phút là mình đã tới Himeji rồi. Một cuộc hành trình đã kết thúc, nhưng là mọi người bình thường thì đi Nago về là khoảng tàu thường thì khoảng nhiêu nhỉ, tàu thường thì khoảng đi khoảng 5-6 tiếng mới tới, mà ngồi đổi tàu liên tục mọi người, hạn chế tiếp xúc corona mà, nên là càng ít người càng tốt, nên là đi này nó lẹ, vừa lẹ mà vừa đỡ mệt nữa, nhưng mà tiền cao quá mọi người. Chưa bao giờ mình đi Nago mà nó khỏe như thế này luôn á, đi mà ngồi chơi xíu là tới tới nhà, quá khỏe. Đi máy bay vậy. Bình thường đi tới 5 tiếng luôn mà thấy tàu liên tục, trời ơi, ngồi mà hơi già già vừa luôn á, đi hành xác này đi quá đã, mà vừa trải nghiệm được Shinkansen nữa chứ. Thì ok, tới nhà rồi, thôi lúc đi sang lúc về đi bộ. Thôi xin cảm ơn mọi người ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye.